Rê ơi, Tuyên kêu con đi bơi. Con không bơi mà con đi sát sanh nha Rê. Sao con giết con chuột vậy? Trời ơi, con chuột đâu rồi? Nó giết con chuột xong nó ăn luôn rồi. Hay à, ở đây nó giết con chuột để mua vui. Nó cắn bể đầu con chuột ra luôn. Những con chuột này nó sống ở sông thôi à, nó bơi dữ lắm. Cái này gọi là chuột sông á. Mà con Rê nó đã giết như vậy. Rê ơi, tạo nghiệp quá Rê. Nam mô A Di Đà Phật. Siêu sanh cho linh hồn của bạn chuột. Đừng oán hận con Rê. Hay. Chắc phải làm cái đồ chôn chuột luôn quá. Đây, chôn chuột. Thôi chuột nằm vậy đi, chuột sẽ làm thức ăn cho những con vật khác nha. Xin lỗi chuột nha. Giống chuột cống ghê ấy ta.